Thưa quý vị, các bạn, nhằm ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, tạo sự gắn bó giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, chiều nay 10 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức họp mặt doanh nghiệp Xuân Quý Mão năm 2023. Tham dự buổi họp mặt có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Văn Nừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Tiết Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước cùng lãnh đạo các sở ban ngành, huyện, thị, thành phố và hơn 100 doanh nghiệp tiêu biểu. Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã biểu dương và đánh giá cao những đóng góp tích cực và đầy ý nghĩa của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm qua, kinh tế xã hội tỉnh An Giang đã phục hồi và phát triển nhanh chóng, tăng trưởng vượt mục tiêu kế hoạch đề ra ở tất cả các ngành, lĩnh vực. Đây là kết quả thể hiện sự chỉ đạo sâu sát của tỉnh ủy, sự điều hành linh hoạt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cộng với những nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của các cấp các ngành, kết hợp với bản lĩnh doanh nhân, ý chí vượt khó của các doanh nghiệp đã nỗ lực duy trì, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động. Tiếp tục đứng vững cùng với chính quyền tỉnh An Giang thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong năm mới 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn các doanh nghiệp cần tiếp tục nêu cao tinh thần vượt khó, tự lực, linh hoạt, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt, có giải pháp hiệu quả, tích cực đổi mới và sáng tạo để tận dụng tốt thời cơ, vượt qua mọi thách thức cùng với các cấp chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế xã hội năm 2023 của tỉnh. Về hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư, tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành và các địa phương thời gian tới cũng cần tập trung rà soát, cập nhật điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch để tạo hành lang pháp lý mời gọi đầu tư các dự án trọng điểm ưu tiên trên địa bàn của tỉnh. Đồng thời sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ cho các nhà đầu tư đã đăng ký các dự án hoàn thành các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Đây là năm đầu tiên tỉnh An Giang sẽ triển khai thực hiện đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh An Giang với nhiều nội dung hỗ trợ đáp ứng nhu cầu, đồng thời khắc phục các điểm yếu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa để xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ và phát triển thị trường, đổi mới sáng tạo. Hiệp hội doanh nghiệp cần phát huy hơn nữa chức năng và vai trò của tổ chức hội, chủ động nâng cao năng lực phân tích và dự báo để có đối sách phù hợp, tích cực nghiên cứu, đánh giá thách thức và thời cơ, kịp thời chia sẻ, hướng dẫn và đồng thời hỗ trợ cũng như tư vấn cho doanh nghiệp, hội viên, đồng thời đề xuất với tỉnh các giải pháp, các sáng kiến để phát triển doanh nghiệp, góp phần đưa nền kinh tế của tỉnh ngày càng lớn mạnh và phát triển bền vững. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị các ngành, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp nêu cao quyết tâm hành động, càng khó khăn, phức tạp thì càng phải giữ vững bản lĩnh, bình tĩnh, chủ động, linh hoạt và mềm dẻo để thích ứng với mọi hoàn cảnh, mọi tình huống. Tại họp mặt, nhiều doanh nghiệp đã chia sẻ thuận lợi và khó khăn trong sản xuất và kinh doanh, đóng góp những ý kiến tâm huyết nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã chân thành lắng nghe, ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Qua đó khẳng định, tỉnh An Giang luôn cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sự phát triển của doanh nghiệp, luôn đồng hành chia sẻ với doanh nghiệp trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh bằng những nhiệm vụ và giải pháp có phân công, phân nhiệm rất cụ thể, rõ ràng.